Thứ nhất là vị kỷ này, ích kỷ này, nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho người khác. Ví dụ như là chồng bị đau, chuyện này bị đau gút đi chẳng hạn, không ăn được những con tôm, hải sản mà mình thì thích ăn hải sản, được kệ mình cứ mua về. Thì như vậy cái người bạn đời của mình thấy rằng không có tình yêu thương, không có sự sẻ chia, không có sự chăm sóc, thì cũng là một cái vị kỷ đó làm cho mất cái hạnh phúc gia đình. Thứ hai nữa là ghim ở trong lòng mình cái tiêu cực, và cuối cùng một lúc mà nó cũng sẽ bị bộc lộ ra. Nên trong cái mối quan hệ giữa hôn nhân là phải chia sẻ, phải nói, gọi là nói từ ngay lúc đầu để cho đối phương hiểu rằng là cái này là mình không được rồi nha, cái này em không thích rồi nha, thì để cho lần sau không lặp lại. Chứ đàn ông không nói không biết đâu. Đàn ông là họ phải rất là rõ ràng, rất là mạch lạc đâu ra đó, chứ nếu như chúng ta mà để cho họ đoán, họ đoán mò. Cái thứ ba nữa là tránh cái trường hợp phản bội nhau. Cái gì đúng cũng rồi. Được chứ phản bội nhau là không thể được. Chẳng thà là anh có ở dơ một tí có khi vẫn bày lại cho anh, hay là anh bừa bộn quá, anh không gọn gàng cũng có thể cho qua và bày lại cho anh. Nhưng mà cái chuyện phản bội thì khó có thể chấp nhận, bởi vì cha mẹ anh em là định mệnh. Mở mắt ra thấy bé kên là em mình, cái người trên đó là chị mình, ví dụ vậy. Cha mẹ mình có sai có đúng gì thì vẫn là người thân thuộc của mình. Bạn bè, người yêu, vợ chồng là sự chọn lựa, chọn sai, chọn lạc. Do đó là phải có thương nhau, vì nó không có gắn kết của cái sự định mệnh, mà đây là gắn kết của sự chọn lựa. Thành ra cái yêu nhau đó là cái gọi là mấu chốt quan trọng nhất để hai bên gắn kết với nhau. Mà đã phản bội rồi thì không còn gì để nói.